bên Đại Phú ha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu một cái combo mạch lo kéo ba tắc đơn ba đường tiến ha, sử dụng mạch ICC 8676 có nguồn xung ha, sử dụng được cho guitar điện ha. Ok ha, thì đây đang sử dụng bass ba tắc màng xanh ha, âm thanh cực hay luôn ha, công suất 80W đến 150W, âm thanh vang xa ha, cũ từ 120 ha. Ok ha, âm thanh cực kỳ hay luôn. Đây đang sử dụng trep 250 trợ kháng số âm, rồi trep chiên vào lo kéo ha, âm thanh chuyên nghiệp luôn ha. Rồi đang sử dụng một cặp micro tần số 660 MHz đến 827 MHz ha. Ok.